là khi ta biết yêu thương, biết ăn biết đặt đơn. Cô thích đi thì đi, nghỉ thì nghỉ, hả hả. Bộ cô khinh thường cái trường này sao hả? Không thích học thì biến ngay cho tôi, cút xéo khỏi mắt tôi ngay. Tôi không cần cái thứ học sinh vô lễ như cô đâu. Hức, sao không lết ở nhà cho rồi đi, bỏ lên đây làm gì hả hả? Bộ lên đây nằm ngủ tiếp hả hả? Em có đâu trời, trời à trời à, đã đi trễ rồi mà còn dám lên mặt nói lại tôi sao? Tức quá trời quá đất rồi. Cô mau bước tới kia nằm lên bàn cho tôi nhanh. Hả hả, cô nói cái gì, nhanh lên. Ủa dạ dạ. Cô ơi, tha cho em. Tha này, tha này. Cái con này, mất sợ này. Mau cầm mồm nhanh, bộ ăn lắm hả, hả? Miệng lưỡi của bà kia thật cay độc. Hư hư, còn gì là cái mông yêu dấu của mình nữa. Hư hư, đau quá trời ơi. A few moments later. Có một thứ tiền không mua được, đó chính là sự nghèo khó. Đi một ngày đàng, rớt mất 200.000. Giang hồ độc ác vẫn không bằng mạng lắc thất thường. Trên đường đời tấp nập, ta vô tình nhặt phải sấp đô la. Béo không phải tội mà là vật trội về thể xác. Đàn ông bản lĩnh là phải bình tĩnh trước mặt gái xinh và không bị giật mình trước mặt gái xấu. Cái quái gì vậy trời? Sao chán nản thế này trời ạ? Bây giờ mà được ở nhà cày máy bán liên quân thì sướng biết mấy trời ơi. Hay là nhân lúc ổng không chú ý, mình trốn tiết ra quán nét đánh vài ván nhỉ. Ý hay ký hay đấy, vào việc thôi. Đi đâu vậy bạn yêu? Mày có tin là tao cắt cái mỏ mày luôn không hả? Ừ. Liệu hồn? Dạ dạ. Kìa, đi, chạy đâu cho mấy mày.
giống vậy trời. Hay xì, cày được mấy ván luôn đã ghê. Bất xì ngày nào cũng được cày game như thế này thì xuống biết mấy nhỉ. Hi hi bà chủ ơi. Gì hả tiền đâu? Dạ, chị đẹp cho em thiếu vài bữa nhé. Để sẵn tiền em gom một lần rồi trả luôn nha. Hi hi, chứ bữa nay em kẹt quá. Hi hi. Cái gì hả? Hả? Mày định quyết nợ đến khi nào đây hả con kia? Mày có tin là tao vào nhà ba mày tao xiết nhà luôn không hả? Hả? Không có tiền mà ăn rồi cứ lết vào đây cày game. Đúng là ba mày vô phúc mới có đứa. Còn như mày đấy, còn bây giờ lo kiếm tiền trả cho tao ngay trong ngày mai. Chứ không là mày không yên với tao đâu nghe chưa hả con kia? Con kia hả? Nợ ngày mai mà không trả nợ cho tao là mày biết với tao. Dạ, em biết rồi. Chuồng lại thôi. Mày bước vào đây nhanh, nhanh lên. Dạ, bố. Trời đất ơi là con với cái. Ăn không lo học mà trốn đi đâu tận bây giờ mới bỏ về hả? Hả con kia? Trời ơi, tức chết mất. Con với cái, bố mày đi làm còng lưng nuôi mày ăn học mà mày trả ơn cho bố mày vậy đây hả? Hả? Đi học kiểu gì mà để cả cô giáo phải tới nhà mét vốn hả? Hả? Mày làm xấu mặt bố mày quá. Có đứa con gái gì mà trời ơi đất hỡi thế này? Trời ạ, không nói nhiều nữa. Mau bước tới kia nằm xuống cho tao, nhanh. Hu, đau quá, đau quá. Tha con bố ơi. Tha này. Đã chừa chưa hả? Hả, chưa chừa tôi đập tiếp. Dạ thôi. Con đã chừa rồi bố ơi. Từ nay con sẽ không bao giờ trốn học nữa. Con sẽ không làm cho bố lo lắng về con nữa đâu. Con xin hứa từ nay con sẽ là một đứa con chăm ngoan. Nên na thì mị, không để cho bố phải xấu mặt vì con nữa đâu ạ. Ừ, vậy thì tốt. Từ nay phải chăm ngoan nghe lời bố mẹ thầy cô biết chưa? Dạ. Ừ, thôi lên phòng đi. Sao sợ tôi khổ thế này? Hu, ăn rồi hết người kia đánh đến người này đánh. Alo, cái gì? Đi quẩy sao? Ok, đi chứ, sao có thể thiếu tao được khi? Alo, cái gì? Tới gặp con tôi sao? Ok. Chơi à, con mình đi đâu mà người ta gọi về dùng luôn vậy nè? Hay là con bé đi học thêm, lo ôn bài quá nên đến tận khuya, sợ đường tối nên không dám về, phải nhờ cô giáo gọi mình lên đón không nhỉ? Trời ơi, con tôi sao mà chăm ngoan siêng năng quá, tội con tôi quá. Thôi, phải đi đón con bé lẹ thôi, hu. Chơi à, đứa nào chạy xe mà hút luôn vào tường thế này? Chắc là con tới nhà ai không được dạy dỗ đây. Chạy kiểu gì mà giang hồ thế không biết. Mua,
sao người gọi lại đưa địa chỉ dẫn đến bệnh viện nhỉ? Không phải con mình ở chỗ học thêm sao? Thôi, chắc cô nó bị bệnh nên nó tìm đến bệnh viện để cô dạy ám à? Hey Si, thương con tuổi quá. Cô ơi, thấy cháu học sinh nào gần đây không cô? Mời anh vào nhìn. Ha ha. Trời à trời à, con bị ai đánh thành ra như thế này hả hả? Nói cho bố biết nhanh, để bố đi xử lý giúp nó. Khức khức tức chết đi được. Là đứa nào láo sực dám đánh con tôi thành ra thế này hả hả? Trời à, ông vô duyên vừa thôi ông ơi, nãy giờ là tôi thấy ông lố quá rồi đấy. Ai mà thèm đánh con ông chứ? Để tôi nói cho ông biết, con gái ông đấy, hức, làm ne làm nách uống bia cho cố, rồi chạy như con điên ngoài đường, hút luôn vào vách tường. May mà được người ta thương tình hốt xác lên đây đấy, không thì cũng tiêu rồi. Ở đó mà đổ thừa người này người kia, hức, làm như con mình ngoan quá. Trời ạ. Bố ai? Cứu con.